kênh Bất Động Sản Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang có mặt tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Đây, đường nhựa này là đường nhựa 5m, đường nhánh của Dương Bạch Mai nha quý anh chị. Đó, tí nữa em sẽ quay ra đường Dương Bạch Mai cho quý anh chị xem nha. Đó, sát trung tâm huyện Long Điền luôn. Đây, đối diện lô đất của mình là có cái nhà biệt thự rất đẹp nè. Đó, đây lô đất của mình nha quý anh chị. Em xin nói là lô đất của mình là ngang 7, sâu 20 quý anh chị nha. Đó, ngang 7, mặt tiền 7m, sâu vô 20. Đất mình là đất ở tại đô thị nha. Đó, xây cắt thoải mái luôn, full thổ cư nha quý anh chị. Đó, tổng diện tích của mình là 150m² nha. Đó, đối diện nhà mình là cái nhà biệt thự này nè. Đó, nhà vườn rất đẹp luôn. Đó, bây giờ em sẽ quay ra Dương Bạch Mai rồi Trần Xuân Độ cho quý anh chị xem nha. Đó, đường này là đường nhựa nha, đường nhựa hơn 5m nha quý anh chị. Đó, đây cái có cái nhà này đẹp nha quý anh chị. Đó, không, mình san sát mấy căn nhà này nha, mình cách cái căn nhà này một lô đất thôi là tới nha. Đó, đây ra đây mình quẹo phải cái là ra Dương Bạch Mai nha quý anh chị. Đó, mình là đường nhánh của đường Dương Bạch Mai nha. Đó, đây đường này mới mở nè. Đó, đường này đang làm nè. Đó, đường này là chạy thẳng xuống quốc lộ 55 luôn. Đó, đang làm đấy quý anh chị. Đó, thông luôn, sau này là nó mở là đang làm là thông xuống quốc lộ 55 luôn. Đó, mình đi xuống quốc lộ 55 gần. Đó, đây là Dương Bạch Mai quý anh chị nha. Đó, hướng này là về biển Hồ Tràm, Hồ Cốc này, về Xuyên Mộc là ra Bình Thuận, La Ghi là đi đường này nha. Đó, ra quốc lộ 55, tỉnh lộ 44B nha quý anh chị. Đó, là đường này là Dương Bạch Mai đường chính nha. Đó, phía bên kia đi vào chợ An Ngãi nè, đi vào chợ An Ngãi. Còn hướng này thì mình đi lên ngã năm Long Điền này, về ngã năm Long Điền mới là về thành phố Bà Rịa nha quý anh chị. Đó, về thành phố Bà Rịa tấp tầm hơn 2 cây thôi. Đó, quý anh chị nào thích lô đất này liên hệ cho em nha, giá còn rất là mềm nha quý anh chị, giá chỉ có 2.3 tỷ thôi nha, 2.3 tỷ thôi. Đó, quý anh chị nào thiện chí alo cho em nha, em dắt gặp chủ làm việc nha quý anh chị. Đó, mình đường nhánh của đường này nè. Đó, bây giờ em sẽ quay cái sổ cho quý anh chị xem, sổ và sơ đồ vị trí đây luôn nha. Đây, thửa đất của mình là 39 nè, tờ bản đồ 76. Địa chỉ là thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích là 150,5m² nha. Đó, hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị cho quý anh chị. Đó, xây cắt thoải mái luôn, full thổ cư luôn. Đây, đường của mình nè. Đó, lô đất của mình hai mặt tiền luôn. Đường này bê tông nhưng mà giờ lên nhựa hết rồi nha quý anh chị. Đó, hôm qua quay video là quý anh chị cũng thấy rồi, lên nhựa hết rồi nha. Đó, ngang 7.5m nè, sâu vô 20 nha quý anh chị. Đó, rồi quý anh chị thiện chí alo cho em nha. Đây lô đất mình đây nha quý anh chị. Đó, lô đất mình là sát Dương Bạch Mai luôn. Đó, Dương Bạch Mai này. Đây đi lên là Võ Thị Sáu này, lên Nguyễn Văn Cừ này. Đó, đây ra huyện Long Điền, ra công an huyện Long Điền là tầm vài trăm mét nha quý anh chị. Đó, về thành phố Bà Rịa này. Đó, đi thẳng một đây lên trung tâm thành phố Bà Rịa này, tầm 3 cây là tới nha. Đó, lên quốc lộ 56 này. Đó, về biển cũng gần nha. Đó, đi về biển Phước Hải này. Về biển Phước Hải tầm 7 cây nha quý anh chị. Rồi, quý anh chị nào thích lô đất ở Dương Bạch Mai này alo cho em nha. Đó, đường đô Dương Bạch Mai này alo cho em 0906779152. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video nha.